Sẽ ra sao nếu mà chúng ta phải theo dõi một trận đấu vào rạng sáng mà diễn biến của nó lại vô cùng tẻ nhạt, chậm rãi như muốn đưa các bạn trở lại giấc ngủ còn dang dở? Nghe thôi đã thấy mệt mỏi phải không nào? Nhưng mà sự nhạt nhẽo ấy sẽ không xuất hiện trong video này, bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những tình huống đột biến cao đến độ khán giả không bao giờ có thể lường trước được, tỷ năm mới xuất hiện trong thế giới túc cầu nhé. Trận Los Angeles FC thắng Sun Lake 4-1, Giorgio Chiellini đã bất ngờ nhảy lên dùng cả hai tay đập bóng để mà hóa giải đường chuyền bóng của đối phương. Mặc dù có pha xử lý không khác gì một vận động viên bóng chuyền có phần thô thiển, nhưng mà trọng tài chỉ rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho cựu thủ quân Juventus. Nếu không phải là bán độ thì ai đó có thể giải thích giùm xem tại sao chàng trai ấy lại có pha sút phạt đền đau hết cả mắt như vậy không? Lại còn phút 90 rồi chứ. Từ chối hiểu, không muốn hiểu trường hợp này luôn ấy. Xong rồi đến lượt sút sau đó, đồng đội của ông thần kia cũng lạnh lùng dứt điểm thẳng ra ngoài khung thành. Còn thủ môn đội đó cũng đứng yên như tượng, mặc cho đối phương có dứt điểm như thế nào đi chăng nữa. Chắc là ban huấn luyện lại làm các anh phật lòng gì rồi à. Các cầu thủ Boca Junior quả thực đã phải trải qua những phút giây ức chế, cay hơn cả ăn ớt hiểm. Tình huống để bóng chạm tay rõ như ban ngày vậy rồi, thế mà ông trọng tài còn trách cả va vẫn không cho Boca được hưởng 11m. Ủa anh, vậy thì làm sao mới được đá pen nữa? Có cho chơi một trận đấu công bằng không? Thôi nào, cô gái này ăn mừng điệu lắc mông thì được nha, chắc chắn được luôn, thông qua. Nhưng mà còn cái ông mang áo số 9 kia cũng làm cái điều tương tự à? Ai đó làm ơn thanh tẩy cái hiện thực này giùm với, nhìn mà muốn đau mắt đỏ luôn ấy. Anh Zai à, làm tốt lắm, lần sau đừng làm nữa nha. Khoảnh khắc khó đỡ xảy ra trong trận Wydad Casablanca gặp RS Berkane tại chung kết cúp quốc gia Maroc. Sau 120 phút, hai đội vẫn hòa nhau với tỷ số không đều và RS Berkane có tình huống phản công nhanh rất nguy hiểm. Lúc này, tiền đạo Brahim Embaraoui của RS Berkane dùng tốc độ băng lên bên cánh trái và phía trước chỉ còn thủ môn với khung thành của Wydad Casablanca. Chứng kiến đội nhà lâm nguy, huấn luyện viên Walid Regragui đã bí quá hóa liều khi mà dùng chai nước suối cố gắng ném vào người Embaraoui để mà ngăn cản tình huống tấn công nguy hiểm này. Dù cú ném của huấn luyện viên Walid Regragui đã không trúng mục tiêu, nhưng mà ông vẫn bị trọng tài rút thẻ đỏ để truất quyền chỉ đạo. Sau đó, đội bóng của ông thất bại 2-3 trước RS Berkane ở loạt sút luân lưu 11m. Vậy là mất cả chị lẫn chài rồi, thưa ngài Walid. Đi bóng là hay và đầy tốc độ, vậy thì còn chần chừ gì mà không làm ngay một cú cứa lòng tuyệt hảo sẽ toàn mảnh lưới đối thủ, Walinski. Ấy thế mà không, điều đó dễ đoán quá, ai mà chẳng nghĩ ra. Bây giờ dứt điểm một quả siêu mù mắt mà khiến cho khán giả trên sân trầm cảm theo, đó mới gọi là đẳng cấp của một dân chơi. Đúng là một khi Thượng Đế đã chỉ đích danh bạn là tội đồ rồi, thì dù cho có làm gì hoặc là thậm chí đứng yên thì cũng phải mang nghiệp phá lưới nhà mà thôi. Và nhân vật số nhỏ ấy chính là Jake McMillan. Không cần mất 5 củ mỗi tháng, nhưng anh Jake này cũng khác biệt lắm mọi người à. Chỉ 17 giây, tiền đạo Lee Tomlin thuộc biên chế Doncaster đã bị trọng tài rút hai thẻ vàng vì tội ăn vạ và cù nhây câu giờ khi đối thủ đá phạt trong trận gặp Bradford ở League 2. Lúc này trọng tài cho Bradford được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở gần giữa sân,
Và khi cầu thủ đối phương đặt bóng để đá phạt thì Tomlin cứ chơi lầy đẩy bóng đi nhằm câu giờ. Hậu quả là trọng tài đã rút thẻ vàng để cảnh cáo Tomlin. Chưa hết, chỉ vài giây sau đó, ông thần ấy lại có tình huống giả vờ té lăn lộn trên sân khi mà cầu thủ Doncaster chạm nhẹ vào người. Điều đáng nói là pha diễn xuất đó lại diễn ra ngay trước mắt của trọng tài và tất nhiên cầu thủ này đã được thưởng thêm một thẻ vàng nữa để rời sân nghỉ sớm. Xin lỗi nhưng mà hình như đã có sự hiểu nhầm ở đây rồi thì phải. Sân này là sân bóng rõ ràng cơ mà. Cỏ xanh mướt mượt mượt vậy, chứ có phải là sàn đấu vật WWE đâu. Sao lại có những pha suplex chuyên nghiệp như thế được? Thật không thể tin nổi mà. Sau khi có được bàn thắng, Thomas Henry và Kevin Lasagna đã cùng chạy ra đường biên dọc ăn mừng. Nhưng khi Henry nhảy lên đã lỡ vung tay và giật chỏ trúng mặt Lasagna, khiến cầu thủ này ngã xuống nằm dài trên sân. Các nhân viên y tế sau đó đã phải vào sân để xem xét tình hình của cầu thủ mang số 11. Qua ống kính truyền hình, người ta có thể thấy Kevin Lasagna đã bị dập môi và các bác sĩ phải đặt miếng gạc lên miệng của anh để ngăn máu chảy. May mắn là Lasagna bị thương không quá nặng, có thể trở lại sân thi đấu tiếp. Chứ không mà bị chấn thương vì đồng đội ăn mừng sung quá, nghe nó cứ lãng xẹt quá ha. Có vẻ như chàng thủ môn này đã chọn sai nền văn minh rồi thì phải. Ôm cả đồng đội để mà bóng bật ra, xong rồi sau đó tạo điều kiện cho đối thủ dễ dàng đệm bóng vào lưới trống à. Tình hình không ổn chút nào anh bạn gác đền nha. Tạo điều kiện hết nấc cho đối phương ghi bàn à. Có thật là đang đá nghiêm túc không vậy? Vừa rồi là những tình huống độc lạ mà cả tỷ năm mới xuất hiện trong lịch sử bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào.